Vịnh Bái Tử Long, tọa lạc tại khu vực phía đông của Vịnh Hạ Long, là một trong những điểm đến tuyệt vời của du lịch Việt Nam với đặc điểm địa hình độc đáo, với hơn 600 hòn đảo nổi nhỏ và những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Bái Tử Long hấp dẫn du khách bởi sự hòa quyện giữa sự hoang sơ và huyền bí. Ba cụm đảo chính của vịnh này gồm Trà Ngọ, Ba Mùng và Sâu, cùng với phường quốc gia Bái Tử Long, tạo nên một không gian tự nhiên tuyệt vời, không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh. Vịnh Bái Tử Long còn là nơi gắn liền với những truyền thuyết và huyền thoại về dòng dân tộc Việt Nam. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan vịnh này là từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, khi thời tiết ở khu vực này dễ chịu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá, để tạo thêm sức hút và trải nghiệm mới cho du khách. Tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm mở rộng dịch vụ du thuyền tham quan và lưu trú cao cấp tại Vịnh Bái Tử Long trong thời gian tới. Sản phẩm này không chỉ giúp kích thích du lịch khu vực mà còn đem lại những trải nghiệm đẳng cấp và không quên về vùng đất huyền thoại này. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia các hoạt động như câu cá, thăm hang động hay thưởng thức hải sản tươi ngon tại các bãi biển lân cận. Với những trải nghiệm độc đáo và không gian thiên nhiên tuyệt vời, Vịnh Bái Tử Long chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Việt Nam. Trung Quốc kêu gọi hai bên cần hạ nhiệt và trao đổi trên tinh thần xây dựng hòa bình. Bắc Kinh đang cố gắng khẳng định mình là trung gian hòa giải trong cuộc xung đột và đã đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm. Họ cũng tổ chức nhiều vòng đàm phán. Hy vọng Nga sẽ tham gia một hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ trong tuần tới. Moscow chưa được mời tham dự sự kiện này và cho biết mọi nỗ lực sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của Nga. Kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky được công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022, yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. IMF đã phê duyệt bản đánh giá lần thứ 3 về chương trình cho vay trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và cung cấp khoản vay trước 880 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ngân sách cho chính phủ Ukraine. IMF nhấn mạnh rằng Ukraine đang đối mặt với các rủi ro đặc biệt cao do cuộc chiến với Nga. Trưởng phái đoàn Ukraine Gavin Gray cho biết Ukraine đã duy trì thành tích tốt và đáp ứng tất cả các tiêu chí về hiệu quả do IMF đưa ra. Bà Kristalina Gea, giám đốc điều hành của IMF, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô của Ukraine vẫn được duy trì bất chấp chi phí kinh tế và xã hội lớn do cuộc chiến với Nga. Bà nói rằng nền kinh tế Ukraine có khả năng phục hồi với kết quả kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn mong đợi vào năm 2023. Malaysia đã gây chú ý khi quyết định từ chối đăng cai Đại hội Thể thao Commonwealth Games 2026 với lý do chính là lo ngại về chi phí tổ chức. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Han Yao, cho biết số tiền hỗ trợ trị giá 126 triệu đô la Mỹ từ Liên đoàn Đại hội Thể thao Commonwealth Games không đủ để chi trả toàn bộ chi phí. Chính phủ Malaysia đã quyết định không đăng cai sự kiện này và thay vào đó, họ sẽ tập trung vào đầu tư phát triển thể thao và hạnh phúc của người dân. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận và phản ứng trái chiều trong cộng đồng thể thao quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, quyết định của Malaysia càng trở nên đáng chú ý hơn. Đại hội thể thao Commonwealth Games là sự kiện quy tụ các vận động viên từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần tạo ra sân chơi thể thao lớn nhất thế giới. Việc từ chối đăng cai của Malaysia có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành thể thao toàn cầu và mở ra nhiều câu hỏi về khả năng tổ chức sự kiện này trong tương lai. Một nghiên cứu mới cho biết Nhật Bản là quốc gia duy nhất không nhìn thấy những khía cạnh tích cực của kỷ nguyên tuổi thọ 100. Thay vào đó, họ nghĩ tới những điều tiêu cực như không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình hoặc bạn bè khi già đi. Trái lại, 59% người Mỹ và người Trung Quốc cho biết họ sẽ hạnh phúc khi đạt tới tuổi 100. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng chỉ có 27,4% người Nhật muốn sống đến 100 tuổi so với 52,8% người Đức, 53% người Hàn Quốc, 58,4% người Hà Lan, 65,6% người Trung Quốc và 66,7% người Mỹ. Điều này gợi lên nhiều suy ngẫm về quan điểm về tuổi thọ và hạnh phúc ở các quốc gia khác nhau. Trong khi đó, theo một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực với NATO sớm hơn dự kiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế Nga với mục tiêu lớn hơn là chi tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. ISW cũng chỉ ra rằng một số chỉ số tài chính, kinh tế và quân sự của Nga đang cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn với NATO. Có thể không xảy ra ngay lập tức nhưng có thể sớm hơn so với dự kiến. Thêm vào đó, các nhà phân tích phương Tây đưa ra đánh giá rằng một cuộc chiến giữa Nga và NATO có thể xảy ra trong tương lai gần. Cuộc họp giữa Tổng thống Putin và Quốc hội Nga chỉ ra rằng ông Putin tập trung vào phát triển kinh tế cùng với các lĩnh vực khác như chủ quyền công nghệ và phát triển xã hội. Một dấu hiệu khởi đầu cho chu kỳ sinh sản của san hô là việc hồng đang từ từ nổi lên. Điều này thường diễn ra mỗi năm một lần và được kích hoạt bởi độ ấm của nước.
thủy triều và dòng chảy, những yếu tố này đều có thể góp phần kích hoạt sự kiện sinh sản của san hô. Hiện nay, các nhà khoa học đang gấp rút nỗ lực để giúp tái sinh rạn san hô. Trong một nỗ lực đáng chú ý, nhà sinh học biển City Kainer thuộc Cục Tài nguyên Biển và Duyên hải Thái Lan đang thu thập trứng san hô từ những vùng nước ấm hơn do biến đổi khí hậu gây ra. Trứng sau đó được mang đến phòng thí nghiệm để trộn với tinh trùng từ các loài san hô khác nhau để kích hoạt quá trình thụ tinh. Quá trình này phải diễn ra nhanh chóng để tránh nguy cơ cận huyết và đảm bảo tỷ lệ thành công cao. Sau khi thụ tinh, trứng được đặt trên ngói đất nung để trưởng thành, mất từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, khoảng 90% rạn san hô ở Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tẩy trắng hàng loạt kể từ năm 2010. Dự án tái tạo san hô của chính phủ Thái Lan đã bắt đầu từ năm 2016, nhưng mặc dù đã có những tiến triển, việc cứu vãn san hô vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, các nỗ lực này rất quan trọng vì san hô đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương và ảnh hưởng đến khoảng 25% sinh vật biển phụ thuộc vào chúng. Đồng thời, trong nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai các biện pháp để giảm số lượng người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng nhằm cải thiện tình trạng này. Quản lý nuôi chó mèo đòi hỏi các chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó mèo với Ủy ban Nhân dân cấp xã, khuyến khích các hộ nuôi gắn chip điện tử trên chó mèo để quản lý thông tin ở mức độ cá thể. Người nuôi cần kê khai định kỳ 2 lần một năm và kê khai đột xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, chủ vật nuôi phải theo dõi sức khỏe của vật nuôi thường xuyên và cách ly nếu nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sau đó báo với cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ xử lý theo quy định. Trong sự kiện y tế, một người đàn ông 35 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã được phát hiện có 4 quả thận, điều hiếm gặp trong giải phẫu hệ tiết niệu. Điều này đã được phát hiện từ 7 năm trước khi con gái anh ta được sinh ra với 3 quả thận và 2 bàng quang. Sau đó, anh ta đã can thiệp bằng phương pháp nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản sỏi thận. Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Kỳ thi tốt nghiệp sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 6. Với ngày 29 tháng 6 dành cho kỳ thi dự phòng, kết quả dự kiến sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, đề thi năm nay giữ ổn định cấu trúc như thông thường. Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường trở thành một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và đe dọa sự sống của hàng triệu loài sinh vật. Khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững làm suy giảm các hệ sinh thái trên toàn thế giới. Việc sử dụng năng lượng hóa thạch tạo ra lượng khí thải carbon dioxide lớn, góp phần vào biến đổi khí hậu. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự hợp tác từ cộng đồng quốc tế và các biện pháp cụ thể từ mỗi quốc gia. Chính sách bảo vệ môi trường cần được thực thi nghiêm ngặt và tạo ra giải pháp công nghệ mới thúc đẩy phát triển bền vững và tiết kiệm năng lượng. Tăng cường nhận thức cộng đồng và khuyến khích hành động nhỏ từ mỗi người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.